chỉ có trả lời được. Vâng, xin lỗi. Và cũng đang dịp đây thì con hát yêu đó, một level 110 thì tôi cũng xin chia sẻ thành công hơn. Một người là đã ra đi rồi, đó là R. Vui Nghĩa Hùng. Đây cũng là nữ nguyên thủ Mỹ đội Việt Nam của năm 2011. Thay mặt ban quản trị đội game xin phép các bạn một phút mình được mặc niệm cho cái thủ không ạ? Một phút mặc niệm và bắt đầu ạ. Và cái lời thứ hai mình xin nhắc đến xin cho trời trời chú ý dùm. Và khi mà lóc ạc và những cái trường hợp bung hát thì nên kiểm tra rõ cái ạc đó, không nên lóc ngang mà không thông báo đến chủ ạc. Vì cái con hát tiêu lúc trước là cài bằng tích của mình và mua họ từng bí ép và không, tuy nhiên là ngồi bị ạc đó bị lóc và VTC cũng quên gửi lời xin lỗi đến cái ạc của tôi. Đây là một hiểu lầm giữa con của chị và anh Thành. Đây thì con chị xin ở đây xin gửi lời xin lỗi với anh Thành cũng như là anh. Cảm ơn anh rất nhiều và tiếp theo xin phép mời chào tất cả mọi người, em tên là Hồ Thị Hiếu. Là người ở đó hiện ở Củ Chi, mình thành phố Hồ Chí Minh. Em đang hiện đại học sinh hai. Em đã chơi game này được khoảng 3 năm rưỡi. Anh cũng là người tạo điều kiện cho em rất nhiều, em có được tiếp ngày hôm nay. Em xin gửi lời cảm ơn tới anh Diệp Hạm xin hát. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và cũng xin lưu ý đến hai bạn chúng ta vừa được vinh danh. Các bạn cuối chương trình hãy liên hệ với ban tổ chức của chúng tôi để ghi tên và nhận giải thưởng. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một phần tiếp theo rất là hấp dẫn.